Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Khánh Bia Home. Các bạn thân mến, máy rửa bát là một cánh tay đắc lực cho các bà nội trợ, không những là giúp tiết kiệm thời gian mà khi sử dụng máy rửa bát thì còn giúp chúng ta tiết kiệm được điện và nước. Vậy tại sao nên sử dụng máy rửa bát và máy rửa bát thực sự có hiệu quả không? Thì đây chính là một cái câu hỏi thực sự rất là cần lời giải đáp cho các chị em chúng ta. Vậy thì trong video lần này, mình sẽ giúp các bạn có câu trả lời. Và ngày hôm nay, mình sẽ mang đến cho các bạn một cái sản phẩm máy rửa bát được đánh giá là có nhiều tính năng thông minh và hiện đại nhất. Đó chính là sản phẩm máy rửa bát Bosch mã số SMS460Y05E Series 4. Hầu hết thì các dòng máy rửa bát đều được làm từ những cái vật liệu cao cấp với độ bền cao nhất. Thân máy của sản phẩm làm bằng inox kim loại, bên trong sản phẩm cũng được làm hoàn toàn bằng inox. Những cái khay chứa thì được làm bằng thép sơn của một cái lớp sơn tĩnh điện. Đây đều là những cái vật liệu có độ bền cao nhất bởi vì nó chịu được cái nhiệt độ cao, không bị sét, ít gây ồn và đặc biệt là tránh được hư hỏng khi mà va chạm. Bên trước của sản phẩm là một cái bộ điều khiển đầy đủ các tính năng và kèm theo sản phẩm là một cái tem dán chất lượng tiêu chuẩn của máy. Máy thì sử dụng mức tiêu chuẩn năng lượng là A2+. Và mở ra bên trong sản phẩm nha. Máy thì được cấu tạo gồm 3 khay chứa. Ngăn đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng để đựng những cái thìa nĩa, dao muỗng hoặc những cái vật dụng nhà bếp mà có kích thước nhỏ. Ngăn ở giữa thì chúng ta dùng để đựng bát dĩa này và không nên đựng những cái vật dụng quá to và nặng ở cái ngăn này nha. Kèm theo mỗi cái khay chứa thì sẽ có một cái cánh quạt phun nước. Và ngăn dưới cùng, chúng ta có thể dễ dàng kéo cái ngăn này ra phía trước cánh cửa và nhấc nó lên. Ngăn này thì chúng ta dùng để đựng những cái son nồi hoặc là những cái dĩa tô mà có kích thước lớn. Kèm theo bên dưới cái ngăn này thì cũng có thêm một cái cánh quạt phun nước luôn nha các bạn. Bên dưới thì còn kèm theo một cái ống lọc rác phòng khi mà bát đĩa của chúng ta còn bẩn thì cái lượng rác sẽ được rửa xong và đẩy xuống ở đây. Chúng ta sẽ vệ sinh cái ống lọc rác này sau mỗi lần sử dụng. Kèm bên là sẽ có một cái khoang để đựng muối và một cái chậu rắc muối. Khi chúng ta rắc muối thì nên dùng cái chậu này để rắc muối, tránh cái trường hợp mà muối nó bị vung ra ngoài nha các bạn. Muối thì có chức năng là giúp làm mềm nước và giảm được cái độ cứng trong nước. Phía trước cánh cửa thì sẽ có hai ngăn chứa. Một ngăn thì chúng ta dùng để đựng viên rửa chuyên dụng và một ngăn đựng dầu bóng. Nếu mà chị em đã dùng viên rửa 3-trong-1 thì chúng ta không có cần sử dụng ngăn làm bóng nữa nha. Và phần trước cùng của cánh cửa thì nhà sản xuất sẽ dập các cái thông số. Ví dụ như là nguồn điện hoặc là nơi sản xuất, máy thì được sản xuất tại nhà máy Germany, Đức. Còn bây giờ thì mình sẽ giúp các bạn hiểu sâu hơn về các chức năng của máy nha. Đây là bảng điều khiển của máy với 6 chương trình rửa chính. Bên trái là nút nguồn, bên phải là nút khởi động. Chế độ 1 là rửa son nồi trong vòng 2 tiếng 25 phút. Các bạn nhìn kỹ sẽ thấy là có một cái biểu tượng hình cái nồi đây. Chương trình rửa tiếp theo là rửa auto trong vòng 2 tiếng 45 phút. Tiếp theo nữa là rửa Eco 50. Chương trình này rửa thì mất rất là nhiều thời gian nhưng lại giúp chúng ta tiết kiệm được năng lượng, diễn ra khoảng 3 tiếng 45 phút. Tiếp theo là rửa chế độ ban đêm, yên tĩnh, 4 tiếng. Chương trình rửa ly thì cũng có biểu tượng hình cái ly luôn, diễn ra trong vòng 1 tiếng. Và cuối cùng là chế độ rửa 1 giờ. Ngoài 6 cái chức năng chính này thì máy còn có thêm 4 chức năng được gia tăng. Một là chức năng đẩy nhanh quá trình rửa. Tiếp theo là biểu tượng rửa kháng khuẩn.
Còn đây là biểu tượng của luồng khí giúp sấy khô và sấy tăng cường bắp đĩa. Cuối cùng là chức năng vệ sinh lòng rửa. Chúng ta sẽ sử dụng chức năng này khi sau mỗi lần sử dụng, và nhớ là phải dùng dung dịch vệ sinh lòng rửa chuyên dụng nha. Bên trên này là chế độ hàng giờ, có ký hiệu dấu cộng và trừ để tăng giảm thời gian. Tối thiểu thì chúng ta hẹn được 1 giờ và tối đa là 24 giờ. Những sợi tắt bên này còn có một chức năng nữa, đó chính là nếu các bạn muốn hủy cái chương trình đã chọn thì các bạn nhấn giữ nút này 3 giây. Trong cái trường hợp mà nhà các bạn có trẻ nhỏ hay nghịch phá thì chúng ta sử dụng chức năng khóa an toàn. Đây sẽ có ký hiệu cái chìa khóa. Để sử dụng chức năng này các bạn nhấn giữ 3 giây. Sau đó thì cái biểu tượng chữ C và clock, viết tắt của clock thì sẽ hiển thị lên đây. Thì khi chúng ta chọn chức năng khác này sẽ là không có được nữa. Và nếu như muốn mở khóa thì các bạn cũng thao tác tương tự luôn là nhấn giữ nút này 3 giây. Phía trước màn hình thì có kèm theo thêm 3 cái biểu tượng nữa. Thứ nhất là biểu tượng đường nước. Thứ hai là biểu tượng muối rửa. Và biểu tượng cuối cùng là chất làm bóng. Nếu như các bạn rửa mà quên bỏ cái chất này vào thì máy nó sẽ báo. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong các chức năng của máy rửa bát. Hy vọng là sẽ giúp các bạn có được câu trả lời. Máy rửa bát thì không những giúp chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm sạch bát đĩa, mà còn giúp chúng ta tiết kiệm được lượng nước của gia đình. Và giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian để có nhiều thời gian ở bên những người thân yêu của chúng ta hơn. Hơn thế thì máy rửa bát còn giúp chăm sóc sức khỏe của các chị em phụ nữ, tránh phải tiếp xúc với những cái hóa chất tẩy rửa làm hư hại da tay, giúp da tay được mềm mại hơn. Sản phẩm thì hiện tại được phân phối chính thức tại hệ thống các cửa hàng của Khánh Vy Home. Các bạn hãy liên hệ với chúng tôi bằng cách truy cập website khanhvyhome.com.vn hoặc liên hệ qua số hotline 0967736436. Đến với Khánh Vy Home, chắc chắn các bạn sẽ được hỗ trợ tư vấn và có được những cái ưu đãi tốt nhất thị trường. Các bạn hãy ủng hộ và theo dõi Khánh Vy bằng cách là share và like cái video này nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video lần sau nha.